Dược sĩ Diễm Nguyễn tốt nghiệp bác sĩ dược khoa Doctor of Pharmacy tại trường đại học Temple University USA. Và với kiến thức dồi dào về dược từ cả hai nền văn hóa Việt-Mỹ, cô ấy đã trở thành dược khoa chuyên về sức khỏe và sắc đẹp. Với hơn 20 năm dày dặn trong ngành y dược và là chủ nhiệm dược sĩ chính cho các chuỗi hệ thống nhà thuốc Diễm Châu Pharmacy đã ra mắt vào năm 2003 tại Philadelphia, dược sĩ Diễm chia sẻ, tài sản quý giá nhất đối với tôi chính là sự khỏe mạnh của mọi người. Vì vậy, không ngừng lại đó, dược sĩ tiếp tục hành trình giúp đỡ các đồng hương người Việt gần xa và tích cực làm từ thiện, hỗ trợ tối đa các kiến thức cũng như các thiết bị chăm sóc sức khỏe và cả sắc đẹp cho cộng đồng. Với tất cả kinh nghiệm đã học và làm việc tại các công ty y dược tại Mỹ, dược sĩ Diễm nói riêng và cả Diễm Châu nói chung sẽ luôn là nơi đáng tin cậy và tràn đầy tín nhiệm cho quý khách hàng về sức khỏe và sắc đẹp. Hãy gọi dược sĩ Diễm khi cần giúp, luôn free ship tới toàn USA, tận tâm tư vấn miễn phí, hỗ trợ hết lòng tại nhà thuốc hay qua phone 215-755-5100.